Japonica gạo hạt tròn, nhiều khoáng chất của nhà La Mekong Foods. Gạo Japonica La Mekong Foods là một giống lúa từ Nhật Bản với đặc tính trắng thơm, hạt ngắn. Cơm gạo Japonica nấu lên dẻo mềm, chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Gạo Japonica rất ngon, hương vị hấp dẫn, hạt gạo tròn mẩy, trắng mút và đều nhau. Giống gạo này có mùi thơm nước mũi, vị gạo ngọt thanh, dễ chịu. Gạo Hana Koshi nhà La Mekong Foods, cơm ngon, dẻo mềm, nhiều khoáng chất. Cách nấu gạo Japonica. Bước 1, trước khi nấu ngâm gạo trước với nước 30 phút để hạt gạo mềm. Khi nấu cơm sẽ chín đều và dẻo hơn, không bị nát. Bước 2, vo gạo cần nhẹ tay. Ban đầu nhặt hết sạn, trấu nếu có, sau đó khuấy nhẹ gạo với nước, gạn phần nước bị lẫn bụi bẩn đi. Nếu chà sát gạo quá tay sẽ khiến lượng dưỡng chất mất đi trong quá trình này. Bước 3, nấu cơm với nước sôi thay vì nước lạnh để khiến gạo không bị trương, nát. Nấu nước lạnh khiến thời gian chín lâu hơn dẫn đến bị mất một phần dinh dưỡng. Quá trình nấu tránh mở nắp nồi nhiều lần, bạn chỉ cần mở vung và đảo cơm khi nước đã cạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách được chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi có sắp trên sàn giao dịch điện tử, vui lòng chọn giỏ hàng để được xử lý nhanh. La Mekong Foods hân hạnh được phục vụ quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotline 7705735757.